31 đường Lạc Hồng, quận Bình Thạnh, thành phố Rạch Giá. Nên tọa lạc trên 31 Lạc Hồng, quận Bình Thạnh, Rạch Giá. Chúng ta sẽ đi ăn bò nhé. Ở đây là một trong những cái quán bò rất là ngon và nổi tiếng. Ở đây, mời các bạn vô tham quan. Quán có tên là Mai Ghé Nữa, bò bít tết. Nào, mời các bạn vô tham quan. Mình quay là bữa nay cho dù có trời mưa nhưng mà vẫn có khách, chứng tỏ là quán phải đắt lắm người ta mới lại chứ. Anh lên chợ làm giá gì vậy? Dạ không, em làm cái lóc không à. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Mình quay mình đưa lên lóc mình cũng phải. Dạ. Như cũ. Trời em ăn đây hoài. Không, mỗi bữa là cái anh kia anh bán. Dạ. Ủa mà mỗi bữa còn cái người kia bán mà con. Dạ, anh kia anh bán rồi, anh thỉnh lại anh ơi. Vậy hả? Vậy ảnh về anh. Đây, 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 ông chủ mà mình hay ăn. Đây là để trên một cái ba bàn gỗ để mà đừng có tập các bàn bị phỏng nha. Ủa chị, cái này là gì chị? Chú Mại. Ủa chú Mại là ăn món gì? Chú Mại để ra phỏng á. À dạ. Còn đây em chỉ ăn trứng với ấy thôi. Còn không, nãy chị kêu rồi không, anh có ăn trứng không? Còn không là hai món còn. Thôi đi, đi còn còn. Đây là cái món này gọi là thập cẩm hay gì? Thập cẩm, bò hoặc gà, ba tê, chứ mỏ, xúc xích. Ba tê cũng ngon lắm, ăn thử ba tê luôn. Tê cũng tầm nhà luôn. Dạ. Ở đây chắc là... Em ăn ở đây cũng nhiều lần lắm rồi. Mê chôn hả chị? Dạ. Không mê chôn thì đảm bảo. Dạ. Chết lò một phần. Wow.
đang quay chị ơi, về phải chỉnh lên. Không anh tính like luôn á, mà dạo này yến mà. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà giá thì nếu mà phần này thì là tới 70 nè. Còn mấy kia thì 60. Rồi, mời chị. Áo. À, các bạn thấy hay thì subscribe, đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người.